Và thưa quý vị, có thể nói rằng cả thế giới đều hướng về với cái công cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên ở Thái Lan. Và trong đó thì có tỷ phú Elon Musk đã nghĩ ra và cũng đã gấp rút triển khai ý tưởng xây dựng một con tàu ngầm mini để phục vụ cho chiến dịch giải cứu này mà chúng tôi cũng đã đưa tin cho quý vị trong những số trước của chương trình Nói về cuộc sống. Dù chiếc tàu ngầm này được đánh giá là một giải pháp tương đối phù hợp để đưa đội bóng thiếu niên Thái Lan ra khỏi hang một cách an toàn, nhưng vì nhiều nguyên nhân thì nó đã không được sử dụng để làm công cụ giải cứu. Lý do đầu tiên chính là vì chiếc tàu ngầm này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Thời gian từ lúc Elon Musk đưa ra ý tưởng cho đến khi các kỹ sư thực hiện xong chỉ là vài ngày. Vì vậy, người ta không thể nào đảm bảo được thời gian nghiệm thu một cách chính xác, đồng nghĩa với việc không có gì đảm bảo rằng con tàu này sẽ không gặp trục trặc gì. Nguyên nhân thứ hai là nằm ở tính linh hoạt. Nếu tàu bị mắc kẹt ở đoạn hẹp, đó lại là viễn cảnh không mấy suôn sẻ. Nguyên nhân thứ ba là tình hình thực tế. Nhờ nỗ lực từ các máy bơm, nước trong hang đã rút xuống ở một số điểm, giúp các nạn nhân có thể đi bộ một đoạn đáng kể. Có thể vì vậy mà họ chưa cần phải sử dụng đến phát minh còn khá là mới mẻ này của nhà tỷ phú. Và một số báo đã cho biết rằng chỉ trong trường hợp các nạn nhân quá yếu, không thể tự mình bơi ra được, thì thiết bị của Elon Musk mới được sử dụng.